Thưa quý vị, phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố thời gian qua phát triển mạnh, tạo sự hứng khởi, đam mê để sinh viên phát huy năng lực của mình, tạo ra những sản phẩm hữu ích phục vụ cộng đồng. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 73 năm Ngày học sinh sinh viên Việt Nam. Đây là đề tài xây dựng hệ thống quản lý rác thải thông minh cho các đối tượng nhiễm COVID, F0 điều trị tại nhà của các sinh viên khoa điện, điện tử trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng. Đề tài đạt giải nhì cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2022. Không chỉ hữu ích trong thời điểm dịch bệnh, hệ thống này vẫn đang được các bạn sinh viên tiếp tục cải tiến để tăng tính ứng dụng trong thực tế. Sản phẩm hệ thống của chúng em nó sẽ không chỉ ứng dụng để quản lý chất thải dành cho các F0 đang điều trị tại nhà, mà chúng em muốn ứng dụng hệ thống giải pháp này đến các những khu bệnh viện đang chứa những rác có nguy cơ lây hại, và chúng em sẽ quản lý chất thải đó. Không chỉ còn là những công trình trên giấy, nhiều ý tưởng của sinh viên đã giành được sự chú ý từ phía các doanh nghiệp. Nhưng điều quan trọng ở quá trình nghiên cứu, những cuộc thi mang đến cho sinh viên không chỉ nằm ở giải thưởng, ở những cơ hội trong tương lai, mà còn là những trải nghiệm để hoàn thiện bản thân, như chia sẻ của nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Kinh tế với đề tài đạt giải nhất cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2022, nghiên cứu về mối quan hệ giữa tính thẩm mỹ và ý định hành vi của người dùng đối với các ứng dụng ngân hàng di động. Thì em thấy khi mà em làm nghiên cứu khoa học thì nó rất là khác so với bài tập nhóm trên trường. Bởi vì làm nghiên cứu khoa học thì nó đòi hỏi mình nhiều hơn về tư duy. Mỗi câu nói mình nói ra nó phải có sự, nói chung nó phải đối chiếu nhiều nguồn khác nhau. Và do đó thì câu nói của mình mới có trọng lượng. Do đó thì tụi em phải trước khi nói hay là trước khi biết vấn đề gì thì thật sự phải xem xét rất nhiều yếu tố. Và ngoài ra thì tụi em làm nghiên cứu khoa học thì tụi em cũng học được cách hòa hợp làm việc nhóm với nhau hơn. Trong những năm qua, phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố luôn có sức lan tỏa cao. Tuy nhiên, để thúc đẩy sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhiều hơn nữa, các trường đại học cần có chính sách hỗ trợ, khen thưởng xứng đáng, cũng như tiếp tục tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, tạo bệ phóng cho những đề tài có tiềm năng ứng dụng cao. Đoàn Thanh niên cũng là một cái đơn vị rất là nỗ lực trong cái công tác hỗ trợ này. Thì hàng năm Đoàn Thanh niên là một cái kênh, trong đó là đón nhận cũng như là phổ biến và triển khai thông tin đến tất cả các bạn đoàn viên là sinh viên của nhà trường. Thì trong đó là Đoàn Thanh niên sẽ thực hiện cái công tác gọi là nhận thông tin từ các cái cuộc thi trên cả nước và cũng như là trong tầm quốc tế cũng như khu vực, và đưa đến cho các bạn sinh viên cũng như là tạo điều kiện cho các bạn sinh viên chuẩn bị hồ sơ, gửi hồ sơ đi. Và đối với những cái dự án mà rất là tiềm năng và có giải thì chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các bạn tiếp cận đến với khu vực vườn ươm sáng tạo của thành phố Đà Nẵng. Đào tạo gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên là mục tiêu các trường đại học hướng tới. Đây cũng là những sân chơi trí tuệ để sinh viên phát huy tối đa khả năng nghiên cứu, sáng tạo, đặc biệt nghiên cứu các sản phẩm có thể ứng dụng trong thực tế. Sinh viên thời công nghệ 4.0, bên cạnh kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm, thì tinh thần tự học, nghiên cứu, tự tin tham gia nhiều hoạt động học thuật chính là chìa khóa để trưởng thành và khẳng định mình trên con đường lập thân, lập nghiệp sau này.